Xin chào các bạn, hôm nay mình nhận được một cái sản phẩm điện thoại. Đây là cái dòng loại Huawei. Cái mẫu đem của dòng Huawei là y541u202. Mình cũng không biết là dòng sản phẩm này có Huawei hay không, nhưng mà đây là nó sử dụng một cái con flagship. Đúng rồi, đây là sản của Huawei nha. Mình sẽ sử dụng cái file PAC để chúng ta unlock. Bây giờ các bạn sẽ cắm pin test thử. Đó, đây là pin của Huawei này. Mình cắm pin vào test thử nhé. Mình sẽ bật nguồn lên. Máy chúng ta lên nguồn bình thường. Đó, nó lên nguồn. Đây là Android. Android. Nó lên nhưng mà nó bị treo logo luôn. Chúng ta không thể động đậy gì cả. Đó, nó cứ bị treo thế này mãi. Trong trường hợp này mình sẽ hướng dẫn các bạn xử lý như sau. Okay. Có một số bạn sẽ vào chế độ recovery để reset này. Mình cắm lại. Để vào chế độ recovery của dòng Huawei. Cái dòng sản phẩm Huawei Y541 U02 thì bạn nhấn phím tăng âm lượng, phím nguồn, giữ hai phím này cùng lúc đến khi hiển thị Zulu khoảng 3 giây, thả phím nguồn ra, vẫn giữ phím tăng âm lượng trong vòng mấy giây, đến khi hiện recovery thì bạn nhả tay ra. Đó, đây là chế độ recovery Android System Recovery 3 giây. Bạn nhấn vào phần VP Data Factory Reset, di chuyển xuống, chọn Delete All User Data, chọn phím nguồn để chọn. Đây nó đang format toàn bộ cái file trong hệ thống của chúng ta. Gọi xuống phần này VP Partition này, chúng ta format cái phân vùng. Sau khi chạy xong, các bạn có thể Reboot System nào, hoặc là một đối với một số trường hợp mà các bạn update file của chúng ta trừ các thẻ nhớ SD card này, thì có thể xem vào đây các bạn có update from các thẻ nhớ SD card đây, nếu mà có thẻ nhớ SD card, còn nếu mà không có thì thôi. Dạ. Đó, nó update bị fail rồi, nó bảo là đấy. Để nó thử chạy nha. Fail. Không có file hệ thống. Bây giờ mình sẽ khởi động lại. Mình đang test thử nhé. Không có thể nhớ luôn cái này. Để các bạn xem. Debug system nào. Đó, nó sẽ khởi động lại máy. Khởi động lên nó vẫn báo treo các bạn. Đấy, nó vẫn báo treo này. Máy nó vẫn có tiếng kêu bình thường. Đấy, và nó treo này, nó không thể chạy được nữa. Đó. Trong trường hợp này mình sẽ làm một cái video thủ thuật đơn giản với các bạn sử dụng một cái phần mềm, cái file unlock của máy. Chạy lại nó bị treo rồi. Đó, nó vẫn cứ treo hoài. Sau mình khi mình đợi khoảng 2 phút nó mới treo thế.
Trong trường hợp này các bạn đã giải nén một cái file ROM của hệ thống, mình đã giải nén một cái file ROM ra đấy, y541u02. Sau khi giải nén cái file này ra, nó sẽ có một được có được một file đó, các đó, khi các bạn giải nén ra đấy, sau khi giải nén cái này xong ấy, thì bây giờ các bạn sẽ vào trong cái file hệ thống của nó đây, và đây là cái file hệ điều hành của nó. Và các bạn nhớ là trong trường hợp này các bạn tải cái tool liên quan đến tool này, cái tool này các bạn sẽ chạy nó. Bây giờ các bạn sẽ chọn vào trong phần port này, sau đó mouse đến cái chỗ mà chứa cái hệ điều hành firmware của máy, chứa cái firmware của nó giải nén đây này đó, sau đó chọn open đấy, chờ nó xử lý và nó nạp mà firmware ở dưới này đấy, nó đã nạp firmware sắp xếp thành công. Sau khi nạp firmware xong thì cái đến bước này thì bạn chỉ nhấn vào cái nút này này để nó sẽ bắt đầu starting. Trong cái quá trình nhấn starting như này chạy là ok rồi thì đã. Trong trường hợp này các bạn kết nối một cái cổng micro đấy, micro. Trong trường hợp này các bạn sẽ tắt máy và rút pin ra. Trong trường hợp này mình sẽ rút pin ra luôn. Dạ. Trong trường hợp này mình sẽ cắm cáp vô máy tính. Ở đây là mình sẽ cắm cáp vô luôn. Đó, cắm cáp vô. Mình đã cắm cáp vô máy tính. Đó, mình đã cắm cáp vô máy tính. Trong trường hợp này ấy thì các bạn sẽ chỉ việc là chạy đơn giản như sau. Mình sẽ cắm pin vào. Cắm pin vào và các bạn giữ cái phím tăng âm lượng hoặc phím giảm âm lượng. Được ạ. Đấy, bây giờ các bạn phải nhấn hai cái nút này, nhấn vào nhá, tăng âm lượng hoặc giảm âm lượng, sau đó các bạn cắm pin vào. Đó, cắm pin vào. Xem máy có nhận không nhá. Các bạn mình đã cắm vào này này. Đó. Nếu mà nó không nhận thì chúng ta làm lại nhé. Đó, máy của chúng ta đã lên. Bây giờ mình sẽ làm lại. Rút pin ra. Rút sạc ra. Cắm sạc lại. Yeah, cắm sạc lại. Bây giờ nhấn phím tăng âm lượng hoặc giảm âm lượng. Sau đó gắn pin vô. Đó. Làm lại nhá. Từ này mình đang cầm cái này nó hơi khó một tí. Rồi nó lên rồi. Giờ mình làm lại nhá. Một tay mình đang cầm khó lắm ạ. Mình sẽ làm lại này. Mình tháo ra. Bây giờ mình cắm cáp vào máy tính này. Cắm cáp vào máy tính. Sau đó mình nhấn tăng lượng. Sau đó cắm pin vô. Lại làm lại. Đấy, bây giờ mình sẽ thực hiện lại nào. Chạy ra. Cắm cáp vào máy tính này. Sau đó nhấn phím lên hoặc xuống. Xuống chưa? Nó có nhận không?
Rút ra chạy tiếp.